Giá cà phê hôm nay ngày mùng 6 tháng 5, giá cà phê trong nước giảm nhẹ. Giá cà phê trong nước hôm nay mùng 6 tháng 5 giảm nhẹ 200 đồng kg so với hôm qua, dao động từ 51.600 đến 52.400 đồng mỗi kg. Giá cà phê trong nước hôm nay mùng 6 tháng 5 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ 200 đồng kg. Cụ thể, giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc Di Linh, Lâm Hà được thu mua với giá từ 51.500 đến 51.600 đồng mỗi kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum đứng ở mức giá 52.200 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 52.300 đồng mỗi kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk giảm 200 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga giá cà phê hiện ở mức 52.300 đồng mỗi kg còn tại huyện IAH Leo, thị xã Bu Hồ được thu mua cùng mức 52.400 đồng mỗi kg. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm 12 USD xuống 2.412 USD mỗi tấn và kỳ hạn giao tháng 9 giảm 10 USD, còn 2.391 USD mỗi tấn, các mức giảm đáng kể, khối lượng giao dịch rất thấp dưới mức trung bình. Cấu trúc giá nghịch đảo thu hẹp khoảng cách, tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York cùng xu hướng sụt giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm thêm 2,55 cent xuống 182,95 cent ba và kỳ hạn giao tháng 9 giảm thêm 2,35 cent, còn 180,5 cent ba, các mức giảm đáng kể, khối lượng giao dịch trên mức trung bình. Theo đại diện Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, MXV, hiện đây. Việt Nam vẫn là nước xuất khẩu trong top đầu thế giới đối với một số mặt hàng nông sản, đặc biệt là cà phê, cao su, hồ tiêu, hạt điều. Ví dụ như cà phê, nước ta là nước xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới. Chính vì thế, tiềm năng tiêu thụ, giao dịch sản phẩm này trên các sở giao dịch hàng hóa là rất lớn. Trên thực tế, Sản phẩm cà phê Robusta đã được sở giao dịch Iceland đơn niêm yết với khối lượng giao dịch từ 100.000 đến 200.000 tấn mỗi ngày. Trong các mục tiêu MXV đề ra trong năm nay, có những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về việc việc niêm yết giao dịch các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam, và cụ thể là thành lập các sàn giao dịch chuyên biệt đối với mặt hàng cà phê. Trong thời gian qua, 1015 đã làm việc với Hiệp hội Cà phê, ca cao Việt Nam để có thể niêm yết giao dịch các mặt hàng này một cách hiệu quả và điều kiện bắt buộc là phải chuẩn hóa sản phẩm. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, MXV, để tăng cường vị thế và lợi nhuận ngành, việc đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao chất lượng vẫn là yếu tố giúp xuất khẩu ngành cà phê trong nước vững vàng. Giá tiêu hôm nay mùng 6 tháng 5, tăng phiên thứ ba liên tiếp, thị trường sôi động. Giá tiêu hôm nay mùng 6 tháng 5 tiếp tục điều chỉnh tăng 1.000 đồng mỗi kg tại các vùng trọng điểm. Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp trong tuần qua. Giá tiêu hôm nay mùng 6 tháng 5 tại thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng 1.000 đồng mỗi kg tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Đây là phiên điều chỉnh tăng thứ ba liên trong trong tuần qua. Hiện giá tiêu tại các vùng trọng điểm giao động quanh mốc 69.500 đến 72.000 đồng mỗi kg. Theo đó, tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay giao động quanh mức 69.500 đến 70.500 đồng mỗi kg. Cụ thể tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay được thương lái thu mua ở mức 69.500 đồng mỗi kg, tăng 1.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay cũng tăng 1.000 đồng mỗi kg lên mức 70.500 đồng mỗi kg. Tương tự tại Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay cũng điều chỉnh tăng. Hiện giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa Vũng Tàu đang được thương lái thu mua ở mức 72.000 đồng mỗi kg, tăng 1.000 đồng mỗi kg. Tại Đồng Nai giá tiêu tăng 1.000 đồng mỗi kg lên mức 71.500 đồng mỗi kg. Tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay ở mức 71.500 đồng mỗi kg, tăng 1.000 đồng mỗi kg. Như vậy, sau kỳ nghỉ lễ ngày 30 tháng 4, thị trường hồ tiêu trong nước đã có bao phiên điều chỉnh tăng liên tiếp với mức tăng này, giá tiêu trong nước đã tăng 2.500 đồng mỗi kg so với cuối tuần trước, thị trường hồ tiêu giao dịch sôi động trở lại. Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cộng đồng hồ tiêu quốc tế, IBC niêm yết mức giá tăng với tiêu Indonesia. Theo đó, giá tiêu đen lam vùng, Indonesia chốt tại 3.516 USD mỗi tấn, tăng 0,51% giá tiêu trắng muôn to 6.093 USD mỗi tấn, tăng 0,51%. Với các quốc gia còn lại, giá tiêu đi ngang. Hiện giá tiêu đen Brazil Asta 570 ở mức 2.950 USD mỗi tấn, giá tiêu đen Chin Malaysia Asta giữ mức 4.900 USD mỗi tấn, giá tiêu trắng Malaysia Asta vẫn ở 7.300 USD mỗi tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.275 USD mỗi tấn với loại 500 g mỗi eo, loại 550 g eo mức 3.325 USD mỗi tấn, giá tiêu trắng ở mức 4.830 USD mỗi tấn. Trong tuần qua, IBC điều chỉnh tăng nhẹ giá tiêu tại Indonesia sau những ngày giảm đầu tháng, vụ mùa mới đang bắt đầu thu hoạch tại quốc gia này dự báo sản lượng không được như kỳ vọng trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt và diện tích suy giảm do nông dân chuyển hướng trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Xét trên bình diện toàn cầu, hầu hết các nước sản xuất hồ tiêu lớn trên thế giới là Việt Nam, Brazil và Indonesia đều gặp phải những vấn đề tương tự nhau về suy giảm diện tích, sản lượng. Điều này khiến thị trường hồ tiêu đứng trước áp lực thiếu hụt nguồn cung trong thời gian tới do đó người dân thương lái có tâm lý giữ hàng chờ giá lên đây là lý do khiến giá tiêu liên tục điều chỉnh tăng trong những ngày qua